Thời gian qua, nguồn vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện Đất Đỏ, ủy thác thông qua các tổ chức chính trị xã hội đã thực sự trở thành đòn bẩy giúp nhiều hộ dân có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống. Nguồn vốn ưu đãi này cũng góp phần tích cực giúp huyện hoàn thành mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn. Gia đình chị Phạm Thị Vân ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, trước đây do không có vốn làm ăn nên thu nhập bấp bênh, thiếu thốn mọi bề. Năm 2019, gia đình chị Vân được xét duyệt vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để nuôi bò. Nhờ chăm chỉ làm ăn, sau 2 năm đàn bò phát triển lên 5 con. Ngoài chăn nuôi bò, chị còn chăn nuôi thêm gà và vườn rau nên có nguồn thu nhập ổn định hơn 100 triệu đồng một năm. Cũng vì vậy, gia đình chị Vân không những thoát nghèo mà cuộc sống càng ngày càng khấm khá hơn. Về mới đầu về nuôi bò. Rồi nó sinh sản ra, rồi mới có vốn đó, rồi cái mua heo đồ về nuôi, rồi hả nuôi gà nuôi vịt đồ hả cũng nhiều lắm, rồi có đồ có cái thời gian đó mình ra mình trồng rau đồ đặng hả có lo cho ba đứa con ăn học. Gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Yến ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ thuộc đối tượng chính sách khó khăn. Năm 2019, thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn, bà Yến được xét duyệt vay 40 triệu đồng từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư nuôi bò. Hai con bò thịt sau khi nuôi đủ tuổi xuất chuồng, sau khi trừ chi phí cho thu nhập khoảng 50 triệu đồng một năm. Lấy công làm lời, bà Yến có thêm động lực làm ăn, cải thiện dần chất lượng cuộc sống. Lấy cái vốn đó để mà mua được cặp bò. Đó rồi nuôi, lấy cái công mình để mà nuôi nó, tạo điều kiện để mà có lãi ra, tạo cuộc sống cho hai vợ chồng, để có cái lãi ra để đắp đẩu qua ngày. Đến nay, tổng dư nợ cho vay từ các chương trình của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đất Đỏ đạt gần 409 tỷ đồng với 6.711 hộ vay. Trong đó, cho vay hộ nghèo và hộ cận nghèo đạt gần 10,5 tỷ đồng, học sinh, sinh viên hơn 21 tỷ đồng, giải quyết việc làm 301,5 tỷ đồng. Để đảm bảo nguồn vay sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy cao nhất hiệu quả nguồn vốn vay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện phân công cán bộ tín dụng phụ trách xã thị trấn, phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể, nhận ủy thác trực tiếp đến từng hộ vay vốn để kiểm tra việc sử dụng vốn theo cam kết, đồng thời động viên hướng dẫn các khách hàng sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả. Khi mà triển khai cho vay thì bên Ngân hàng Chính sách Xã hội cùng với hội đoàn thể thường xuyên tổ chức giám sát cái nguồn vốn vay của bà con, đôn đốc bà con sử dụng vốn hiệu quả đúng mục đích. Nguồn vốn tín dụng chính sách triển khai hiệu quả đã trở thành nguồn lực tiếp sức cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Đất Đỏ có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Nếu như đầu năm 2022, huyện Đất Đỏ có 464 hộ nghèo, trong đó có 99 hộ nghèo chuẩn quốc gia và 112 hộ cận nghèo chuẩn quốc gia, thì đến cuối năm 2022, địa phương không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo chuẩn quốc gia. Số hộ thoát nghèo trong năm là 85 hộ, còn lại 379 hộ nghèo chuẩn tỉnh, chiếm tỷ lệ 1,85%.